Là gia đình con đã chấp nhận ý nguyện cho con của con xuất gia đi tu trở thành một vị tỳ kheo sống đời phạm hạnh nhưng con có một điều thắc mắc trăn trở không biết những ngày đầu tiên những năm đầu tiên những tháng đầu tiên trong bước đường tu tập trở thành một vị tỳ kheo sẽ gặp những khó khăn chiến ngại gì đầu tiên à, vì hai vợ chồng con cũng là bậc sinh thành cho con của con nên cũng thương và lo lắng cho con của mình trên con đường tu tập giải thoát sẽ gặp khó khăn mong giải à, một sư giải đáp giúp con những bước đường đầu tiên trên bước đường tu tập của một vị thị kheo sẽ gặp những khó khăn chướng ngại gì đầu tiên cách để vượt qua những khó khăn trở ngại để tiếp tục vững bước trên con đường tu hành à, đầu tiên á à, sư quý gì mở cái youtube của sư á thành à, tuệ xuất gia tìm dùm sư ha À, có rất là nhiều ha có rất là nhiều à, trong đó có cái là xuất gia là bị khó ha đấy có rất là nhiều à, và quý vị um, bỏ thời gian ra để quý vị đọc dùm sư để. Để nghe rồi còn um, những cái khó khăn nó như thế này um, thứ nhất á, là mình uh, phải nhẫn nại chịu những cái thử thách thử thách cũng không có gì đâu Uh, quét sân, quét chùa rồi uh, mình uh, bỏ dần những cái tính khí uh, đời của mình đó, mình phải nhẫn nại, uh. rồi mình phải chịu nghe những lời dạy dỗ, đừng có nghĩ là mình là chắc uh, là cái kiểu là cái người bề trên á, còn mấy mấy ông kia không công nào tu hành trên trời chọi, giống như mình là thánh vậy còn xung quanh toàn là phạm đóng rác không mà là không có nên. <laughs> Mình phải chịu nghe cái lời dạy dỗ, mặc dù có nhiều khi cái lời dạy dỗ đó có thể là nó khó nghe. Và một cái nữa là mình phải học cái hành khiêm cung. Mình mới tu thì rất là dễ ngạo mạn Nhất là những vị mà có học một mớ đó. À, đó. Học mớ kinh, mớ luật, rồi mớ tỳ đàm. Mình cứ nghĩ mình là giỏi. Thì mình phải học cái hành khiêm cung thêm cung với bất cứ ai mình là nhỏ nhất ở trong chùa rồi um, tránh cái chuyện là đừng có nhìn lỗi lỗi người nha đừng có nhìn lỗi người um, tại vì đó ừ rồi thế. ngày xưa anh thể nó hết nữa rồi mình phải kiếm cái khác mình nói <laughs> cái thứ nhất là, là thì quay nghi tế hạnh thì trường hợp này trong trong cái chuyện có một cái ví dụ mà mình đã khỏi là khi mà đức ông bá hộ của sát cá thì mà ông vào vận cung á gặp đức vua thì để mà đức vua phong cho cái chức bá hộ thì khi mà đi vào á cái sân rồng á đang bị mưa mới bị mưa xong là cái uh, những cái lõm chởm lõm chởm nước động dũng thì ông phóng nhảy ông né túi lung tung khi mà đi vào vua mới nói là để uh, chọn cái ngày tới cái tiếp vô 5 ngày 10 ngày gì đó để vào à, uh, vô ngày đó sẽ phong cái chức bá hộ cho thì khi mà ông đi ra đó thì đức vua mới nhìn ở trên tầng lầu cái ban công nhìn ra thì thấy lúc này ông về ông đi thẳng băng ông đi kệ nước luôn thì ông vua ông thấy lạ mới cho lính giờ kêu luôn cái cá trở về thì tôi sẽ cá mới bạch à, thưa đại vương lúc vẫn đi thần chỉ là dân thôi thì phóng kệ <laughs> sao nhưng mà lúc về thần là một vị quan này thần phải có cái cái nết hạnh của vị quan thần không thể nào làm như mình, một người nông dân được cả cho nên thần không dám phóng nữa đây là cái câu chuyện để mình học hỏi là mình bắt xe qua người tu hồi xưa ở ngoài mình sao không được ăn nói tùm lum á rồi mình đi tả cửa nhưng mà vô tu mình phải à, hoài nghi tới hạnh chút xíu đó, cái thứ hai còn về cái nạn tân sư thì trong kinh có bốn có nói là bốn cái nạn tân sư mà ví dụ giống như là một cái người đi thuyền đi biển có bốn cái nạn đi nước thứ nhất là sợ sóng to thứ hai là sợ cá sấu thứ ba là nước xoáy thứ tư là sợ cá mập sợ sống to đó là giống như là không có kham nhẫn được tâm phẫn nộ trước cái sự bổ trách sợ cái xấu có nghĩa là giống như là không có kham nhẫn với sự thiếu tốn chỗ khác ví dụ như lỡ chùa có thiếu thốn vật thực này nọ y phục thì mình chịu không nói ăn uống kham khổ mình chịu không nói sợ thứ hai là sợ nước xoáy có nghĩa là bị nhấn chìm trong não dục phiền não vũ trần Rồi thứ tư là cá mập có nghĩa là ái dục người nữ đó thì, thì thường thường là mấy sư mà có ông sư cũng ra đời của vợ cái mấy sư thường nói đùa với nhau bị cá mập đớp thì, thì đó á ái dục còn đây á cái vị tân tỳ khu á, nhắc quý vị luôn là nhờ cái chuyện mà bị la đó là cái chuyện không thể nào tránh khỏi mới vô tu lỗi tùm lum bị la đừng có kiểu ông hơn gì tôi mà ông la tôi là không được mình 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 phải lấy cái 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 sự la tất cả những vị sư ngồi đây sư hành tệ hay là sư và bản thân sư cái kinh nghiệm đó quý vị đứng từ nó là cái bậc thang để thành tựu là nhờ những cái câu la câu mắng của thầy cái ngày mà mình không còn nghe hoặc mình ít nghe được cái lời mắng lời chửi lời la của thầy có hai cái thôi một là thì mình không đi luôn mà chết là mình đã ngon lành rồi, mình đã tiến bộ mình đã thành một vị sư đàng hoàng rồi thầy mình nhìn vô ít chỗ nào để la giống như cái chuyện cái buồn cái lương trần minh khố chuối đó khi mà cô người Bình nga có thấy má là của mẹ của trần minh là trần mẫu không trời lạnh bệnh mà không có cái mặc có cái áo mỏng dánh mà rách thì bà cổ mới đem cái áo tơ tầm áo ấm lại cho thì Trần Mẫu mới tưởng là Trần Minh ăn trộm cho nên mới tán bà tai thì Trần Minh mới khóc thì Trần Mẫu mới hỏi một câu là mẹ tán con con gái mà con khóc sao mẹ thì Trần Minh mới trả lời lại không phải mẹ tán con đau mà con khóc mà tại vì mẹ tán không có đau tức là có nghĩa là mẹ già mẹ sắp chết rồi khóc vì mẹ đáng mình không đau cái người làm học trò đó mà mình phải quan niệm á một ngày nào nữa mà thầy mình không có chửi mình nữa được đó Và ngày đó mình phải biết nó là ngày bất hạnh đối với mình thầy mình đi rồi già dạ, nói khi la mình nổi sân nổi cơn la mình nổi lên máu chết chừng cho nên với cái la sậy này mình phải tâm điểm rằng đó là một cái bước điểm để mình thành công cho những người nào mà là làm con cưng ở trong nhà mà cha mẹ không dám la mà cha mẹ mà đụng chút cự lại cha mẹ đó là những người này vô chùa khó lắm cái này khó lắm thì mình nếu vị nào mà có cái tâm tôn kính ông thầy một chút mình la nó cũng bực trong bụng nhưng mà không để mà lâu ngày nó xì lâu ngày nó bể thì chịu đựng một năm hai năm văn đừng có vui khi mà mình gặp ông thầy ông ông la mắng gì hết cái đó là cái Yêu vui quá nó không còn gì để nói cái này thì nổi ra nhiều nhưng mà mình phải quan niệm một ngày nào đó mà mình không nghe thầy mình chửi nữa là biết rồi đó còn ngày nào mình hạnh phúc khi mà được nghe thầy mình la nhiều lúc thầy cũng chữ mà một cách mà mình thô, thô luôn á thô luôn mình cũng cảm ơn thầy nữa rất nước mắt khi thầy cùng chữ mình dẫn hạn như sư anh tệ này hay là sư đây bây giờ thực tình là hiếm mà nghe thầy mình la mình nữa còn quỳ la nhưng mà à, nó nó cường độ nó không được như hồi xưa nữa là, một không ở gần nữa hồi xưa giờ không ở gần thầy mà một ngày nào mà nó không nghe ông la nữa là rồi đó xong rồi đó lên bàn thờ ngồi tốt qua cây nhang thôi chứ làm gì nên cái này nói nhiều nó hồi hết giờ nhưng cái xin nhắc luôn À, đó là đừng có vội nha vội là mình chết thì nói ngay từ đầu buổi tới giờ đừng có vội đi lên tức là mình đừng có vội mà à, tôi vô tôi đặt tức là bao nhiêu tháng là tôi phải cho tôi xuất gia sai di rồi bao nhiêu lâu phải cho tôi lên tỳ kheo đừng có vội nha mình vội là mình chết á à, cái hồi mà sư mới mới vào chùa đó thì sư đã chuẩn bị cái tâm lý là cái gì mình có thể cả đời đó mình vẫn còn là giới tử cái chuyện mình được lên hay không á, là tùy biểu hiện của mình có tốt hay không chứ còn mình nóng mình vội đó là mình chết ừ. sẵn ừ. đây nói chút nữa <laughs> cái vị mới vô làm giới tử á, hay là tu á mà nếu mà vị này có cái rút mắt gì với thầy tổ hay là với cái chùa đó, quý vị làm ơn với tôi quý vị đừng có dội nha quý vị đừng có dội nó là từ từ để từ từ giải quyết thứ hai nữa là gì nghe góp ý của đồng phạm mạng ví dụ mình có sư quanh chú vị sư huynh những vị mà cũng đệ tử như mình như sư phụ mình vậy đó nhưng mà dạng là tu trước mình mấy năm thì cái kinh nghiệm mấy năm đó nó đáng giá lắm quý vị Hồi xưa đó xưa, xưa nhiều cái nó muốn bỏ chùa lắm thì muốn, muốn, muốn dọn nữa đi về về giữa đêm nhưng mà đi kiếm ông sư sư tu trước mình ông ngọn nói cho mình nghe cái tự nhiên mình đồ mình cắt trở lại cái là khoan vội khoan vội mình hay lắm mình hay lắm mình tưởng mình thắng mình tưởng mình là ông nội không à mình mình, mình muốn cái là mình Tôi đi cho mà coi ừ <laughs> cái đó là không không nên tại vì mình, mình nhớ cái quyết tâm ban đầu của mình là cái gì mà mình mình thất bại à mình bỏ đi mình do mình gặp đối tượng thôi đối tượng nhất là tin lỗi nó câu kỳ mấy ông con quạt cắm chùa rồi nhộng khi mà mới giúp mà cũ mà cái đó mình không nhẫn không được mình vượt qua không được cái đường tu mình đi chỗ khác mình lại gặp bà khác cái này cái kinh nghiệm của sư đừng Đúng có đó. bỏ một nơi đi chỗ khác vì cái lòng bất mãn cô chừng mình bỏ một nơi này để mình đi vì lòng bất mãn thì mình đi chỗ khác thì mình cũng bất mãn như qua. vậy thôi à, cái vấn đề có đôi khi là do mình chứ phải do người ta ừ. rồi thôi qua ba, ba, ba. <laughs> bây giờ nè bây giờ sư chánh tâm nè bốn năm giới tử sáu năm sau dây nè có ai vô kỷ lục sư không <laughs> ráng vô kỷ lục sư chánh tâm